Đó thì wow. Chiều ra chắc mọi người đi về luôn chị nghe thật đấy. Ừ, mấy con hầu mình ăn mấy con mà đắt tiền. Đâu hầu đâu? Đem hầu đó. Cá hầu đó. Vậy làm sao lấy ra được không? Lấy búa cầm ra. Chạy chạy. Mấy con nhẹ nhảy đó mà. Ô ô coi coi mấy con ai mới nhảy mà kìa hay không? Đấy. Con cá hả? Ừ, á á thấy nhảy không? Cá này ăn được không? Leo leo. Đó con nào bầu luôn kìa. Làm kìa. Đâu? Xuống xuống. Lại bớt. Rồi tiếp tục. Từ 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 cho đứng ra đây muốn như này đâu ô rồi đứng tạm đây đi. Đó là ngựa kìa. Con gì đây đây đồng làng. Cứ cẩn thận nhé, chơi đó. Mình cũng dầm nó ngay ngay, góc xuống ở đâu á. Lấy được không? Được. Lúc này nó có sao? Nè, con mình ăn mà. Vậy mấy người họ đi lấy đồ ăn chứ mình họ phải lấy chạy hả anh? Ừ. Mình lấy cái sâu kìa. Lấy nước hay hay cái này. Họ biết lặn hả? Ôi trời, thấy sao con này khổ, sao lặn nhỏ gì lấy coi được bao nhiêu con. Con mình là bầu ngư đây là đồng nè. Wow, ốc gạo. Sao giống ốc gạo dữ hả? Ốc gạo cả đống nè. Từ từ. Bà dít ra đây, bà dít ra đây, dít ra nó trơn lắm. Anh bảo cái anh đó giùm nghe. Ha ha ha.
mấy cái này nó mới hấp dẫn. Dù tôi biết người coi lắm. Con gì vậy? Ở đâu nhiều dữ hả? Cái thứ nhất 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 sống á chín đậu nở vàng lấy đũa em lấy đũa sao lưng nhở đi đâu không không đi không đi rồi anh em rồi ăn được không hai người một á hai người một con không hai người đũa đâu em thế rồi đúng không? Anh là hốc hút chót luôn rồi ạ. Thôi. Anh mấy hết pin đâu?
Quá đâu rồi? Ủa con nó tự nhiên nó nhảy xung quanh, nó báo hiệu mấy con kia nó vô hết trơn.